Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia chính. Hôm nay xin hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thêm hiệu ứng đẹp cho hình ảnh trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu ta vào thực hành luôn nha. Đây, để ta lấy một cái này đi nha. Đó là một hình ảnh nè. À, ta kéo nhỏ lại. Rồi, muốn thêm hiệu ứng, ta vô phần này nè. Cho nó nè. Rồi, bấm vô. Rồi ta bấm vô cái nào, nó thêm hiệu ứng nè, thấy không? Đó, nhanh. Rồi, muốn thêm hiệu ứng này. Kéo vô thôi. Rồi. Đó, hiệu ứng thấy không? Đây, hiệu ứng. Kéo qua. Hiệu ứng. Đó, thấy không? Hiệu ứng này vậy đó. Rồi, trong cái phần này nó có liên quan thêm cái nữa. Thì kéo rộng nè. Hình ảnh nó kéo rộng ra vậy nè. Đó. Ở đây là tỷ lệ, đó, thấy không? Bấm vô này, quay lại từ đầu. Còn cái này là M hay M, M hay không M. Đó. Rồi cái này là xây. Xây nhiêu, xây góc bao nhiêu độ. Đó, thấy không? À, bấm vô đây là quay từ đầu. Đó, chú ơi, cái này là quay từ đầu nè. Đó. Lưu ý vậy nha. Rồi có option này, bấm vô tắt nè. Nó đơn giản vậy các bạn. Còn cái này thì chúng ta kéo lên, kéo xuống như bình thường nè. Nó di chuyển qua lại như bình thường nè. Nó kéo vô. Rồi nó bấm vô đây. Muốn bỏ qua đầu, muốn đây. Rồi bấm qua lại từ đầu. Nó đơn giản vậy các bạn. Rồi, di chuyển lên xuống nè. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.